Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 9 tháng 6 năm 2024, tức ngày 4 tháng 5 âm lịch, ngày Giáp Thìn, trực, khai, tốt mọi việc, trừ động thổ an táng, tuổi sửu ngày, Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn, tuổi hợp trong ngày, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục. Giờ hoàng đạo, Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Mậu Dần từ 7 giờ đến 9 giờ, Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Đông Bắc, hướng Đông Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi tiền nhiều chẳng lo thiếu trong ngày chủ nhật này sẽ là tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tuổi Thân và tuổi Dậu. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 9 tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp. Chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Tử vi hôm nay thấy rằng tam hợp nâng đỡ, người tuổi Tý gặp được nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Nhờ đầu óc tỉnh táo, nhanh nhạy mà bạn có thể tìm ra hướng khắc phục những khó khăn trước đó. Với người làm kinh tế, bạn có thể gặp được đối tác, khách hàng triển vọng, đôi bên có nhiều quan điểm trùng hợp, lại cùng chung một mục tiêu nên có thể hợp tác ăn ý, đem về lợi nhuận nhiều gấp đôi, gấp ba. Thổ khắc thủy, phương diện tình cảm lại không được như ý. Bạn và người ấy thiếu quan tâm đến nhau nên khoảng cách giữa đôi bên ngày càng xa xôi. Đừng để kẻ xấu nhân cơ hội chen chân vào quan hệ của hai người. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, gặp được người cùng chung chí hướng với mình trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, có thể tìm ra hướng khắc phục những khó khăn trước đó. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, có thể gặp được đối tác, khách hàng triển vọng. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, bạn và người ấy thiếu quan tâm đến nhau nên ngày càng xa cách. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, đừng để kẻ xấu nhân cơ hội chen chân vào quan hệ của hai người. Con số may mắn 9, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Sửu, người tuổi Sửu phải chịu tác động xấu của cục diện tương phá trong ngày hôm nay. Bản mệnh cần hạn chế nóng nảy, mâu thuẫn với người khác, kiểu chuyện bé xé ra to, tự đẩy bản thân vào những chuyện rắc rối, phức tạp hơn. Người làm kinh tế cần thận trọng trước nguy cơ bị đối thủ chơi xấu. Trước khi ký kết hợp đồng, bạn cần phải kiểm chứng thông tin và kiểm tra kỹ càng các điều khoản, đừng để kẻ xấu tìm ra kẽ hở và lợi dụng. Ngoài ra, trong ngày thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức, dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay trước khi bệnh tình trở nặng. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, cần hạn chế nóng nảy, mâu thuẫn với người khác, kẻo chuyện bé xé ra to. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, cần thận trọng trước nguy cơ bị đối thủ chơi xấu. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, cần phải kiểm chứng thông tin và kiểm tra kỹ càng các điều khoản. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, đừng để kẻ xấu tìm ra kẽ hở và lợi dụng. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, hãy đi khám chữa bệnh ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất thường. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi hàng ngày, Mộc khắc Thổ đem tới những dấu hiệu không mấy lạc quan trên phương diện tình cảm của người tuổi Dậu. Bạn và nửa kia thường xuyên soi mói những khuyết điểm của nhau, không hài lòng về nhau. Hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương, suy nghĩ trên một góc độ khác xem sao, biết đâu bạn sẽ hiểu và bao dung hơn cho người ấy. Muốn tình cảm lâu bền, hai người cần phải nghĩ cho nhau nhiều hơn. Tỷ Kiên chán lối, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng chẳng suôn sẻ hơn. Bạn không nên chạy theo những mục tiêu cao xa, hãy chọn những việc vừa với sức của mình và cố gắng hết sức, bạn cũng sẽ dần khẳng định được vị thế. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, bạn và nửa kia thường xuyên soi mói những khuyết điểm của nhau. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương, suy nghĩ trên một góc độ khác. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, muốn tình cảm lâu bền, hai người cần phải nghĩ cho nhau. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, bạn không nên chạy theo những mục tiêu cao xa. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, hãy chọn những việc vừa với sức của mình và cố gắng hết sức. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 17 giờ,
17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây, quy nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. Tử vi tuổi Mão, tam hội nâng đỡ, người tuổi Mão thể hiện được điểm mạnh của mình và khiến cho nhiều người xung quanh phải ngạc nhiên. Bạn luôn có cách giải quyết những vấn đề khúc mắc vô cùng khéo léo. Với người làm lãnh đạo, bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, đem lại lợi ích cho tập thể. Bên cạnh đó, bạn cũng biết cách để nhân viên phát huy thế mạnh của mình. Mộc khắc thổ, tiếc rằng bạn đang quá tập trung vào sự nghiệp nên có phần lạnh nhạt với người thân. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống cho mình và hâm nóng tình cảm với các thành viên. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, thể hiện được điểm mạnh của bản thân và khiến nhiều người khâm phục. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, có cách giải quyết những vấn đề khúc mắc vô cùng khéo léo. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể đưa ra những quyết sách chính xác. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, quá tập trung vào sự nghiệp nên có phần lạnh nhạt với người thân. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống cho mình. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh rêu, quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. Tử vi tuổi Thìn, cục diện tự hình khiến người tuổi Thìn tỏ ra kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh. Tính cách ấy sẽ khiến bạn phạm sai lầm mà chẳng thể phát hiện ra. Người làm ăn buôn bán nên hạn chế mâu thuẫn, đôi co với khách hàng của mình, tự làm xấu đi hình ảnh của bản thân. Thay vì nóng nảy, bạn hãy bình tĩnh tiếp thu góp ý của người khác. Nếu thấy hợp lý thì thay đổi để hoàn thiện hơn. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, chớ tỏ ra kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, tính kiêu ngạo sẽ khiến bạn phạm sai lầm mà chẳng thể phát hiện ra. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, hạn chế mâu thuẫn, đôi co với khách hàng của mình, tự làm xấu đi hình ảnh của bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, bình tĩnh tiếp thu góp ý của người khác, nếu thấy hợp lý thì thay đổi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo nếu muốn gặp thuận lợi. Con số may mắn 9, 1, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, vàng, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, theo tử vi, hỏa sinh thổ, người tuổi Tỵ được đón tin vui trên phương diện tình cảm. Bạn sẵn sàng làm mọi điều vì người ấy và cũng nhận lại được tình cảm tương tự của đối phương. Mối quan hệ giữa đôi bên vô cùng hạnh phúc. Với người độc thân, bạn cởi mở hơn trong việc trò chuyện với mọi người xung quanh. Nếu thể hiện được điểm mạnh của mình, bạn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người, thậm chí có người sẽ bày tỏ tình cảm với bạn. Thực thần che chở, phương diện tài lộc cũng có những tiến triển tích cực. Nếu bạn chăm chỉ làm các công việc tay trái trong suốt thời gian qua, thì nay là lúc bạn nhận được thành quả, công sức được trả giá xứng đáng. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, bạn sẵn sàng làm mọi điều vì người ấy và cũng được đáp lại. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, cởi mở hơn trong việc trò chuyện với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, nếu thể hiện được điểm mạnh của mình, bạn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, chủ động hơn trong việc trò chuyện với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, nhận được tiền từ các công việc tay trái. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. Tử vi tuổi Ngọ, thương quan chán lối, con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ gặp phải nhiều trắc trở. Bạn thường bị cấp trên gây khó dễ, khiến công việc tiến triển không được suôn sẻ như ý muốn. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề này là gì. Nếu có thể khắc phục thì nên tìm cách hòa giải mối quan hệ đôi bên. Nếu nguyên nhân ở phía bạn thì bạn nên tìm cách thay đổi. Còn nếu do đối phương hẹp hòi thì bạn có thể tìm nơi công tác khác. Hỏa sinh thổ, gia đình luôn là điểm tựa vững vàng cho bạn. Vì vậy, nếu gặp phải khó khăn, khúc mắc gì, bạn nên tâm sự với người thân. Như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời nhận được những lời khuyên hữu ích. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, bạn thường bị cấp trên gây khó dễ trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, nếu mắc phải lỗi sai thì bạn nên tìm cách thay đổi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, chớ nên nói năng thiếu suy nghĩ, đắc tội với người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, nếu gặp phải khó khăn, khúc mắc gì, bạn hãy tâm sự với người thân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, nhận được lời khuyên hữu ích từ người thân. Con số may mắn
không, ba, giờ tốt, 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, tím, hồng, quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. Tử vi tuổi mùi, chính tài nâng bước, người tuổi mùi gặp may mắn trên phương diện tài chính trong ngày hôm nay. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên có thể nhận được nhiều khoản thưởng nóng và lời khen ngợi của cấp trên. Với người làm kinh tế, những định hướng chính xác giúp bạn kiếm được một khoản tiền kha khá. Các công việc cũng đã vào guồng nên bạn không cần quá vất vả như các đối thủ cạnh tranh. Phương diện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động. Người độc thân nếu chủ động hơn thì có thể tìm được người nói chuyện phù hợp. Người đã có gia đình hãy tìm cách hâm nóng tình cảm giữa các thành viên. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, những định hướng chính xác giúp bạn kiếm được một khoản tiền kha khá. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, các công việc đã vào guồng nên bạn không cần quá vất vả. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, người độc thân nếu chủ động hơn thì có thể tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, nên dành thời gian để hâm nóng tình cảm với nửa kia. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường nâu cà phê, quý nhân phù trợ Mão, Tỵ, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, tam hợp phù trợ, người tuổi Thân có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong thời điểm này. Đối phương có thể đưa ra cho bạn nhiều lời khuyên hữu ích, giúp bạn vượt qua được khó khăn hoặc tìm ra được định hướng mới cho mình. Người làm kinh tế hãy mạnh dạn triển khai kế hoạch làm ăn của mình. Tất nhiên, bước đầu bạn khó tránh khỏi vất vả, song bạn có thể tự mở lối đi riêng cho mình, kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ phát huy được thế mạnh. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực khai là ngày tốt mọi việc, trừ động thổ, an táng. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho hợp lý, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong thời điểm này. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, có người đưa ra cho bạn nhiều lời khuyên hữu ích giúp bạn vượt qua được khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, hãy mạnh dạn triển khai kế hoạch làm ăn của mình. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ phát huy được thế mạnh. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, hãy sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường bạch kim, vàng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trên phương diện sự nghiệp. Cấp trên tin tưởng và giao cho bạn nhiều nhiệm vụ trọng đại, hãy dũng cảm nhận việc. Hãy dũng cảm nhận việc, bạn có thể khẳng định được vị thế của bản thân. Với người làm kinh tế, bạn xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng lớn nhờ tính sởi lởi và giữ chữ tín của mình. Nhiều người từng mua hàng của bạn đều muốn quay lại ủng hộ và giới thiệu thêm khách mới. Thổ sinh kim, bạn và người ấy biết bao dung cho nhau, cùng nhau đối diện với những khó khăn, thử thách. Mối quan hệ giữa hai người rất bền vững và ai cũng cảm thấy trân trọng những gì đang có. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, cấp trên tin tưởng và giao cho bạn nhiều nhiệm vụ trọng đại. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, hãy dũng cảm nhận việc, bạn có thể khẳng định được vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng lớn nhờ tính sởi lởi và giữ chữ tín. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, bạn và người ấy biết bao dung cho nhau, cùng nhau đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, mối quan hệ giữa hai người rất bền vững và ai cũng cảm thấy trân trọng. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, xám, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, trong ngày hôm nay, người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện tương xung. Con giáp này nên biết mình biết ta để hành xử cho phải phép, chớ múa dìu qua mắt thợ, khiến người khác chê cười. Với người làm kinh tế, những quyết định khinh suất có thể đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của. Tốt nhất, bạn nên dành thêm thời gian để kiểm chứng thông tin, đừng nghe theo lời rủ rê của người khác và vội vàng đầu tư. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy không có nhiều biến động tích cực trong ngày hôm nay. Nếu có vấn đề gì, hai người nên chủ động chia sẻ với nhau, chớ giữ trong lòng, tạo thành tổn thương và khoảng cách cho cả đôi bên. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, nên biết mình biết ta để hành xử cho phải phép. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, chớ múa dìu qua mắt thợ, khiến người khác chê cười. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, nếu có tiền trong tay, bạn không nên vội vàng dốc vốn đầu tư theo lời rủ rê của người khác. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, có những quyết định khinh suất có thể đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, chớ giữ khúc mắc trong lòng, tạo thành tổn thương và khoảng cách cho cả đôi bên. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường
vàng, nâu, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. Tử vi tuổi Hợi, thiên ấn che chở, người tuổi Hợi có một ngày làm việc khá thuận lợi. Bạn tự tin nêu lên quan điểm của bản thân và có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh. Với người làm lãnh đạo, bạn biết lắng nghe ý kiến của cấp dưới và không đưa ra những quyết định độc đoán. Không khí làm việc vui vẻ cũng giúp hiệu suất công việc của tập thể tăng lên nhanh chóng. Thổ khắc thủy, tức rằng quan hệ tình cảm của bạn lại không được như ý. Nếu quan hệ đôi bên đã không thể cứu vãn, thì hai người nên quyết định dứt khoát với nhau, chờ kéo dài khiến đôi bên đều phải chịu tổn thương. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, tự tin nêu lên quan điểm của bản thân và được ủng hộ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, biết lắng nghe ý kiến của cấp dưới và không đưa ra những quyết định độc đoán. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, không khí làm việc vui vẻ cũng giúp gia tăng hiệu suất công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, nếu quan hệ đã không thể cứu vãn thì hai người nên quyết định dứt khoát. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, chờ kéo dài mâu thuẫn khiến đôi bên đều phải chịu tổn thương. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ dần, mão, mùi. Đánh giá tử vi ngày 9 tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Tỵ, Dậu. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Sửu, Dần. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!